Hello các bạn, tiếp tục là các em bông trang Mỹ Hồng đây các bạn ơi. Bây giờ đã ra chậu hết rồi, giờ sẽ đem đi ra ngoài sân. À, còn một chậu chưa ra bầu, ba chậu, còn ba bầu chưa ra chậu chứ, nói ngược. Đây là mấy cây kiểng lá nha các bạn. Lá màu vàng với màu xanh. Nắng, hết nắng rồi sao? Chuẩn bị xong cái hết nắng rồi. Bên này thấy thương quá. Chậu này nữa hết hai chậu nữa. Bên mấy cây trắng trắng nhỏ. Hết nắng rồi, hơi bị tối rồi. Sẫm màu xuống. Bên này ra chậu hay thương. Còn mấy cây nữa xong sao? Mấy cây? Hai cây. Hai cây này nữa xong rồi. Hai cái chậu này. Mấy cái ly này một trên. Nắng lên này. Wow, ghẻ trắng trên. À, mình đang ra trong cái bầu nhỏ ra chậu lớn nè. Bầu nhỏ xíu. Bầu này chậu 3. C3. Xong rồi cái ra chậu lớn này. Mông.
gọt được một chậu nha xoài. Không tới cái bầu này. Tới cái bầu này. Bầu này nữa là hết. Không. Okay. Một vườn trang mỹ hồng, bông mỹ hồng nó chừng bông luôn. Cái này xong rồi. Xong rồi con để đây. Chậu nào xong rồi thì con để ra đây. Anh này thì chờ nó chậu nữa. Hồng hồng chá nắng che lại gì cũng thấy rõ. Cái này cao chừng nhiêu sao? Cao mấy tấc sao? Này nó cao khoảng mấy tấc sao? Tấc 2. Một gan mình gì là 2 tấc. Cái này có tấc rưỡi. Có tấc rưỡi chứ. Cái con tấc rưỡi. Anh này cũng có tấc rưỡi. Con đo cái anh này. Này tắt cửa. Chậu này có tắt cửa. Dì Hai cắm xìm đang coi kìa. Dì Hai. Dì Hai cắm xìm đang coi nè. Đây, sáu đây. U70. U70 đang ươm cây. Mỹ hồng rất là đẹp. Hello dì Hai. Wow, cánh hoa mỹ hồng. Hồng hết trơn, rất là đẹp. Cái này cao khoảng tấc rưỡi. Tấc rưỡi không? Hello coi, hello sao? Hello. Gà gãy trượt. Gà gãy hết rồi, gãy trắng trơn. Gãy trắng hết rồi. Bông nó bị chá nắng. Con tre là gì mới thấy rõ màu. Màu hồng của mỹ hồng. Hết phần hả? Đây con bông chèo. Gì mà thấy vỡ bông. Cái mỹ hồng thì cái màu của ảnh dễ chịu hơn mỹ đỏ. Mỹ đỏ thì màu đỏ đậm lắm. Mỹ hồng cho nên người ta trồng mỹ hồng nhiều.
cái màu với cái bông dễ chịu. Cái bông dễ chịu hơn. Vừa đủ phân. Vừa đủ phân cái cây này. Cái này nữa là vừa đủ rồi. Độn đất chứ. Độn hả? Độn đất ấy. Mấy cây này chưa có bông. Thường hết phân luôn hết rồi. Hết phân luôn. Hết rồi. Hết phân luôn rồi. Vừa đủ phân luôn. Độn đống đất. Đống đất hết rồi. Hết phân rồi. Vừa đủ. Chỗ nào lưng lưng cho ổng thêm miếng. Cái này cao, cái này gần 2 tấc rồi sao? 2 tấc hả? Cái bông này đang nở nè. Đủ phân hết chưa? Nãy giờ chừng mấy chục chậu sao? Nãy giờ ra chừng mấy chục chậu. Con bưng qua đây luôn. Lấy con biến coi nãy giờ. Lấy cho con cái chậu có bông bển luôn đi. Để chung bên đây con quay phim cho đẹp. Che cái bóng rồi ảnh có màu. Bốn mốt chậu. Nãy giờ ra được 41 chậu. Từ cái bầu. Từ cái ly nhỏ này nè các bạn. Ra chậu lớn. Ly nhỏ này là chậu C3. Chậu C3. Thì ở đây là mình ra chậu 7. Đó. Rất là dễ thương. Rồi, vậy xong rồi. Xong rồi nghỉ buổi chiều nha sao? Chút xíu làm tiếp giải lao. Giải lao nửa tiếng nha. Giải lao nửa tiếng nha. Nè đưa lên ha. Bye bye. Bye bye mọi người đi. Sao quay mặt lên nè. Bye bye đi. Quay mặt lên. Bye bye mọi người. Bye bye. Con đi. Bye bye mọi người. Nói đi. Bye bye. Rồi nhìn vô ống kính nè. Bye bye.